Chào mừng các bạn đến với tin nóng bóng đá ngày 27 tháng 10 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Chương trình mang đến những diễn biến nổi bật trong làng top cầu trong 24 giờ qua. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng điểm lại các thông tin đáng chú ý trong video ngày hôm nay. Chuỗi thành tích 18 trận bất bại tại đấu trường châu lục của thầy trò David Moyes đã bị cắt đứt trong chuyến làm khách đến sân của Olympiacos vào đêm qua. Đáng chú ý đây là trận đấu mà nhà cầm quân người Scotland đã thực hiện đến 7 sự thay đổi người nhằm dưỡng quân cho cuộc đại chiến với Everton vào cuối tuần. Thế nhưng có vẻ những sự xoay tua của Moyes đã phản tác dụng và đích thân ông cũng phải lên tiếng về điều này. Hãy nhìn xem tối nay chúng tôi đã thay rất nhiều cầu thủ. Chúng tôi sắp có trận đấu ở Premier League và chúng tôi có một trận đấu ở League Cup vào tuần tới. Trong khi đó chúng tôi đã có 2 chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng. Vậy nên đây là nơi duy nhất mà chúng tôi có thời gian để thực hiện một số sự thay đổi. Nhưng có lẽ tôi phải thừa nhận rằng mặc dù các trận đấu Europa League đều là những cuộc đối đầu đầy khó khăn, nhưng khi đối đầu với Olympiacos thì đây là một kết quả không tốt sau một màn trình diễn tồi của các cầu thủ. Trong đầu các thủ dường như đã xuất hiện một bức tranh lớn hơn và điều đó sẽ diễn ra vào Chủ nhật. Tôi không nghĩ có ai phủ nhận rằng đội hình ra sân hôm nay là một đội tốt và đủ khả năng giành được chiến thắng. Nhiều người trong số họ đã là những cầu thủ rất giỏi của chúng tôi trong nhiều năm qua và hiện tại vẫn thế. Cũng trong đêm qua, Liverpool tiếp tục thể hiện được đẳng cấp chênh lệch của mình tại đấu trường Europa League bằng màn đè bẹp Toulouse với tỷ số 5-1. Chưa kể nếu West Ham của David Moyes có 7 sự thay đổi thì con số này của Jurgen Klopp là 8. Qua đó thể hiện được sức mạnh ở chiều sâu đội hình của The Kop. Cần nhớ Klopp đã phải tiến hành một cuộc tái thiết đáng kể vào mùa hè này bằng những sự ra đi bất ngờ của Jordan Henderson hay là Fabinho. Nhưng những dấu hiệu tích cực bắt đầu mở ra khi họ vẫn đang trình diễn ấn tượng tại các đấu trường. Phát biểu sau trận đấu, vị chiến lược gia người Đức đã bày tỏ sự tự hào về các học trò. Tôi nghĩ thật dễ dàng để yêu tập thể này, có rất nhiều sự hưng phấn ở trong đó, chúng ta phải thực hiện những bước tiến lớn, chúng ta phải phát triển, chúng ta phải làm rất nhiều thứ nhưng có rất nhiều dấu hiệu thực sự đầy hứa hẹn. Cách cả đội tương tác với nhau thực sự tốt, bởi khi bạn nói về việc xây dựng lại đội bóng thì rõ ràng là nó không chỉ nằm ở các yếu tố chuyên môn mà còn phải có một cuộc tái cấu trúc bên ngoài sân cỏ và mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, Jurgen Klopp còn đặc biệt đề cao hai cái tên trong đình bất chấp việc họ không có quá nhiều số phút thi đấu để chứng tỏ bản thân, nhất là với Gravenbeek, tiền vệ được mang về trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Tôi thực sự thích cậu ấy, với tư cách là một cậu bé cũng như là một cầu thủ, thật vui khi thấy cậu ấy bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình đến mức nào. Điều đó rõ ràng rất quan trọng đối với một cầu thủ trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian để Ryan hoàn thiện bản thân. Đó là tin tốt vì mọi người đều nhìn thấy tiềm năng mà cậu ấy có. Về phần Darwin Núñez, mặc dù vẫn để lại pha bỏ lỡ gây tiếc nuối, nhưng Klopp vẫn vội vàng thanh minh về cậu trò. Darwin đã chơi đáng kinh ngạc, thành thật mà nói vào thời điểm này, tôi không quan tâm đến việc cậu ấy sút trúng cột dọc vì mọi thứ trước đó đều cực kỳ thuyết phục ở cái cách cậu ấy loại bỏ hậu vệ hay vượt qua thủ môn, đó là một tình huống hoàn hảo. Cậu ấy đã chơi rất tốt, tôi thực sự hài lòng với cậu. Vâng, có một chút hài hước khi bóng không đi vào lưới, nhưng Ryan đã sút vào và điều đó thật tuyệt. Cũng là một thông tin liên quan đến một đội bóng đã ra quân trong đêm qua, AS Roma, nhưng có vẻ như những tin đồn ngoài sân cỏ đã lấn át kết quả 2-0 mà các học trò của Mourinho đã giành được. Cụ thể, theo những gì được thổi phồng từ tờ The Sun, cả Jose Mourinho và tiền đạo Tammy Abraham đều được cho là sẽ rời Roma vào cuối mùa giải năm nay. Về phần Mourinho, ông đã trở thành một tượng đài tại thủ đô nước Ý sau khi giúp đội bóng này có được chức vô địch Europa Conference League ngay trong mùa giải đầu tiên. Nhưng rồi lời nguyền mùa giải thứ 3 của Mourinho đang thực sự ứng nghiệm. Nó được minh chứng bằng việc đội bóng màu áo bã trầu đang có một khởi đầu y ạch tại giải quốc nội, kéo theo đó là những diễn biến đình trệ trong việc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa đôi bên. Trong trường hợp mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển, không loại trừ khả năng Mourinho sẽ rời AS Roma vào cuối mùa, thời điểm mà giao kèo hiện tại của ông kết thúc. Còn về Tammy Abraham, một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Mourinho tại AS Roma. Theo các báo cáo gần đây, cựu tiền đạo của Chelsea đang rất muốn trở lại Premier League, nhất là trong bối cảnh Roma đang tỏ rõ ý định mua đứt Lukaku. Abraham cũng được cho là sẵn sàng tham gia vào một vụ trao đổi tiềm năng và trở lại Stamford Bridge. Nhưng cũng theo các báo cáo trên, The Blue cũng sẽ phải đối mặt với một số đối thủ đến từ Premier League nếu thật sự nghiêm túc về việc tái hợp với Abraham. Về lý thuyết, vị trí mũi nhọn hàng công của The Blue vẫn còn một cái tên có sẵn sau khi mùa giải này kết thúc, đó là David Datro Fofana, người đã gia nhập từ Mon với giá 8,7 triệu bảng vào tháng riêng năm nay. Datro Fofana hiện đang được gửi đi tu nghiệp tại Union Berlin, thế nhưng đây là khoảng thời gian tương đối khó khăn với chân sút người bờ biển Nga. Sau 11 lần ra sân cho đội bóng nước Đức, anh vẫn chưa thể gom lấy một bàn thắng cho riêng mình. Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Mới đây, trong trận thua trước Napoli, David Datro Fofana đã có hành động gây tranh cãi vì từ chối cái ôm đến từ huấn luyện viên Urs Fischer sau khi bị thay giả phút thứ 70 của trận đấu. Christian Abed, phát ngôn viên của Union Berlin cho biết Fofana đã xin lỗi Fischer và giám đốc thể thao câu lạc bộ Oliver Runet vì hành vi nói trên của bản thân.
Chia sẻ trên trang cá nhân, tiền đạo 20 tuổi viết: cử chỉ đó không có chủ đích và nó cũng không hề thể hiện thái độ của tôi. Tất cả những điều này xảy ra là bởi tôi thất vọng vì không thể giúp cả đội đạt được kết quả tích cực. Dù vậy, chắc chắn rằng Dastro Fofana khó lòng mà thoát được một án phạt nội bộ. Cụ thể, anh sẽ bị cấm ra sân 1 tuần và sẽ tập luyện riêng trong khoảng thời gian nói trên. Huấn luyện viên Fischer cho biết ông hy vọng Fofana sẽ rút ra được bài học rằng nên biết chấp nhận các quy định sau vụ việc này. The Athletic đã tiết lộ rằng giám đốc điều hành của Man United, ông Richard Arnold, dự kiến sẽ rời vị trí của mình trong trường hợp Sir Jim Ratcliffe thành công trong việc có được cổ phiếu của Man United cũng như đưa những tác động của mình vào đội bóng. Arnold đã tiếp quản vị trí này từ Edward Woodward vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, với việc hội đồng quản trị câu lạc bộ bỏ phiếu về việc bán 25% cổ phần câu lạc bộ cho tỷ phú người Anh Ratcliffe, tương lai của Arnold đã được thảo luận. Ratcliffe muốn kiểm soát thể thao đối với khoản đầu tư trị giá 1,3 tỷ bảng được ông đề xuất, và một phần trong kế hoạch của ông ấy là thay đổi cấu trúc câu lạc bộ. Mặc dù về mặt kỹ thuật đó không phải là một quyết định về chuyên môn, nhưng Arnold hiểu rằng sự ra đi của anh ấy có thể xảy ra trong kịch bản đó. Tuy nhiên, mốc thời gian chính xác cho việc rời đi của Arnold vẫn chưa được xác định cụ thể. Do sự phức tạp trong giá thầu của Ratcliffe, quá trình này có thể mất vài tuần, và trong khoảng thời gian đó, Arnold sẽ tiếp tục tại vị ở chiếc ghế của mình. Jean-Claude Blanc, giám đốc điều hành của Juventus, người đã rời bỏ vai trò cấp cao tại Paris Saint-Germain vào tháng 12 năm ngoái để giám sát toàn bộ danh mục đầu tư của Ineos Sport, đang được xem xét để thay thế Arnold, ít nhất là trong thời gian tạm thời. Các nguồn tin của câu lạc bộ khẳng định sự ra đi của Arnold là không chắc chắn, đặc biệt là khi Ratcliffe trước tiên phải hoàn thành giá thầu của mình. Arnold đã gắn bó với United từ năm 2007 và đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng thương mại của câu lạc bộ trước khi chính thức bổ nhiệm vào vai trò giám đốc điều hành từ Woodward. Điều này góp phần cho thấy ông vẫn là một nhân vật có tầm cỡ và tiếng nói tại nhà hát của những giấc mơ. Sau khi Andre Onana cản phá thành công quả phạt đền muộn trong trận gặp FC Copenhagen ở Champions League, đảm bảo một chiến thắng cho Quỷ Đỏ, Garnacho đã đăng một bài post trên trang cá nhân để ca ngợi đồng đội người Cameroon. Cầu thủ trẻ này đã sử dụng biểu tượng cảm xúc khi đột cùng với bức ảnh từ chiến thắng 1-0, sau đó phải tức tốc xóa bài đăng sau khi bị chỉ ra những hàm ý liên quan đến chủng tộc. Liên đoàn bóng đá đã bắt đầu điều tra về hành vi của Garnacho với khả năng cầu thủ người Argentina sẽ phải nhận một án kỷ luật. Tuy nhiên, Onana tỏ ra không hề bận tâm trước hành động của đồng đội, đồng thời cho thấy anh hiểu được ý định của Garnacho là gì. Onana viết trên tài khoản mạng xã hội của mình: "Mọi người không thể chọn điều gì khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi biết chính xác bài viết của Garnacho nghĩa là gì. Đó là năng lực và sức mạnh. Vấn đề này không nên đi xa hơn nữa." Bên cạnh đó, The Mirror cũng đã liên hệ với cầu thủ gần nhất của Man United bị xử phạt vì các hành vi phân biệt chủng tộc, đó là Edinson Cavani, để tìm hiểu mức án mà Garnacho có thể sẽ phải nhận. Trong mùa giải 2020-2021, chân sút người Uruguay đã bị cấm thi đấu 3 trận và bị phạt 100.000 bảng sau khi sử dụng ngôn ngữ có thể bị coi là thiếu nhạy cảm về chủng tộc. Về phần Cavani, anh cho biết là bản thân chỉ dự định dành bài đăng này như là một bình luận trìu mến dành cho một người bạn. Man United đã đăng tải một thông cáo vào thời điểm đó. Edison không biết rằng lời nói của mình có thể bị hiểu sai và anh ấy chân thành xin lỗi về bài đăng cũng như bất kỳ ai bị xúc phạm. Mặc dù thực sự tin rằng anh ấy chỉ gửi một lời cảm ơn trìu mến để đáp lại tin nhắn chúc mừng từ một người bạn thân, nhưng anh ấy đã chọn không kháng cáo vì sự tôn trọng và đoàn kết với FA cũng như cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Bất chấp việc Erik ten Hag đã dẫn dắt Man United đến chức vô địch Carabao Cup ngay trong mùa giải đầu tiên mà mình tiếp quản câu lạc bộ, nhưng dường như những dự án của ông đang rơi vào bế tắc khi trải qua khoảng thời gian đầu mùa giải tồi tệ nhất của câu lạc bộ trong suốt 37 năm qua. Mặc dù sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả không tốt, nhưng công bằng mà nói, giới truyền thông cho rằng vị chiến lược gia người Hà Lan đã không được hỗ trợ tối đa chỉ bởi sự không chắc chắn đến từ ban lãnh đạo đội bóng. Hiện tại có vẻ như gia đình nhà Glazer sẽ bán một phần cổ phần trong câu lạc bộ cho giám đốc Ineos Sir Jim Ratcliffe, nhưng về quyền kiểm soát câu lạc bộ thì tất nhiên nhà Glazer vẫn sẽ là những người quyết định. Và điều này khiến Neville tin rằng nó sẽ gây bất lợi cho Ten Hag. Khi được hỏi liệu Ten Hag có khả năng thành công tại Manchester United hay không, Neville trả lời một cách thẳng thừng: "Nếu thành công được tính bằng chức vô địch một giải đấu hay Champions League thì dấu hỏi đó sẽ liên quan đến quyền sở hữu của câu lạc bộ này." Khi được yêu cầu chỉ ra vấn đề chính của United trong một bài đăng khác, Neville nói thêm: "Đó đơn giản là vì quyền sở hữu và quản lý bóng đá kém ở câu lạc bộ." Mặc dù là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington và dành cả sự nghiệp của mình cho Man United, nhưng Gary Neville cũng là một trong số những người tỏ ra gay gắt nhất với nhà Glazer trong khoảng thời gian gần đây. Trước đó, một bài đăng trên mạng xã hội ngay sau khi thỏa thuận của Ratcliffe với Glazer được phơi bày, Neville đã lập tức chỉ ra vấn đề: "Làm thế nào để một bên nắm giữ một phần nhỏ cổ phần có thể tác động tích cực đến câu lạc bộ để đạt được những mục tiêu trên? Liệu có một cổ đông thiểu số nào có thể tạo ra bất kỳ tác động nào đến những điều trên không? Nó để lại nhiều nghi vấn hơn."
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những nội dung trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.